nhiên ơi, em không lựa hay món gì để chị gửi hàng cho em, có món hay món để lâu lắm luôn rồi đó. Ồ, chị sẽ like lại giùm em đi. Ai quần ngố cuộn nè. Ngố cuộn 25 ngàn giùm em. Ngố cuộn da ra 25 ngàn. Đẹp quá vợ, 55 ngàn dùm em. Bộ ngố con chó 55 ngàn, có một bộ luôn. Ngố con chó phơm bự quá trời luôn, 55 ngàn.
em lại bộ này nha bộ bò. Bố chó chị Thi Thành 55 nghìn. Đây bộ bò này dễ thương nè mấy chị ơi, mặc cái nhà 33 nghìn một bộ. Bộ bò này em có hồng, có đỏ, hồng đỏ xanh lá, xanh dương. Đang mặc là xét Nguyễn Nguyễn ơi. Với màu đen nữa nha. Bò 33 ngàn gì em. Chị gì nè, mới nhắc tính lời ta. Vàng baby doll còn cái xe cho mấy chị 50 luôn. Vàng baby doll 50. Đây nè. Tại vì ngồi nó hơi gần cái máy nên nó được. Xếp bộ này xả cho mấy chị. Vàng 50 chị em. Xếp này đẹp lắm luôn á, tới 100 mấy chục ngàn là ngó mà anh em xe cho mấy chị 60 luôn. Xếp có nón nè. Xếp bộ có nón chú em 60. Xếp bộ có nón 60k. Xếp chị Nhi 60. Hồi đầm trắng vải siêu đẹp luôn mọi người. Đầm trắng cánh tiên nè, phía sau là nhúng cho em ha, chú em 55 nghìn. Đúng rồi đó trời, em cất ở trong kia em mới lấy ra. Đây,
Sầm trắng 55 ngàn nha em. Sầm trắng này xinh quá nè. Có đầm bông mà đầm dây á, đầm trắng cho chị do vàng. Có đầm hoa màu tím thì dễ thương. Cái đó 55. Trời ơi, cái hoa tím cúp ngực cột dây này dễ thương quá nè mọi người. Sách trắng chị hết nè. Hoa tím này nè. Chốt em hoa tím này 50 luôn. Bởi chốt cho bà nè. Hoa tím có mút luôn nha. Mút cột luôn 50 ngàn. Bán lấy qua xã luôn. Bây giờ mày mua vậy chưa? Trời ơi, cái đuổi trắng này xinh quá nè chị. Đuổi trắng bèo 55 ngàn. Trời mặt hơi bị đẹp luôn á. Công chúa lắm luôn. Nhúng. Ai lấy đuổi trắng, chút đuổi trắng thì em bẹt vai được, lên trên được luôn ha. 55 ngàn. Tiếng 50 cho Hồ Nghiến. Giờ ổng còn áo à. Giờ hai lộ vậy hả? Trắng 55. Còn 60 cái một nè mấy kêu 75 nè. Đây lấy khoác chú khoác giùm em ha. Vải đẹp lắm luôn á. 75 nè. Quần ngốt Zara nè, có ai lấy không mấy chị yêu ơi? 25 nghìn ha. Mố da ra 25 gì đây. Quần ngố này là ngố ngắn nha, ngố ngắn để mặc với áo thun nữa hơi lú thì chút xíu á. Trời ơi, bộ con bò này xinh lắm luôn nè. Áo thun. Bò sữa mà, bèo đâu. Ai bộ bò sữa chứ anh em 35 ngàn. Ồ, chết bà ơi, bị dính gì rồi. Đi vô lỗi rồi. Bộ bò sữa đen giùm em. Bò sữa đen 35 nghìn. Bò sữa đen 35 nghìn. Mình ngố ngắn cho bạn Hiền Ngân. Bạn Hiền Ngân. Cái đó 25 nữa này nhờ Thủ Thượng Yến 35. Còn một bộ bò trắng là siêu đẹp luôn. Không dơ một tí nào ha. Lấy bộ bò trắng trước em. Bộ hôm nay em đặt có được gì không? Nãy giờ họ không nhớ nữa. Cái em có đặt gì không? Ai lấy bò trắng chứ bò trắng 35 giùm em. À,
hai quần ngố này là quần ngố bản luôn, lưng thun bản luôn ha. Đó, dạng ngố như này nè, để mặc áo thun đồ đẹp lắm mấy chị. Áo thun có thun chiếc giày. Áo thun chiếc giày đó. Thun chiếc giày 50 giùm em. Thun đôi giày á 50.000. Quần gối thì 25, 25 là giá xỉn luôn. Hai áo có nâu, có xanh, cam, đen. Có ai lấy áo thun chưa? Không, ai lấy quần chút quần. Chiều nghĩ là ai mà chiều tao bị làm biến lắm tự nhiên chứ con không có nhớ là ai. Trời ơi, set này đẹp quá trời luôn nè mọi người. Set sọc ha, set sọc 65.000. Con hồng chưa chứa lên. Đây set sọc giùm em 65.000. Có set một. Set sọc 65k. Xếp hồng này quần dài đẹp quá vậy. Xếp hồng quần dài 65.000 luôn. Bộ hồng quần dài 65k. Bộ sọc đẹp quá trời, bộ sọc vải siêu đẹp luôn. Ủa, máy gì mở luôn mà mọi người. Trời. Ủa gì hả, hình khác hả? Ủa có đừng mẫu gấu trời trời. Ai nó cũng giống vậy nhưng mà nó có hình con gấu. Con hổ chứ. Hình con hổ. Đúng là bộ dài luôn. Hình con hổ với lại chữ. Rồi như là còn một bộ thỏ nha mọi người, ai lấy theo bộ thỏ cho em đi. Trời ơi cái bộ này đẹp dữ vậy.
bộ Gucci với quần sọc cargo dài. Thấy chưa ta? Bộ Gucci này chớ em em 80 nha mọi người. Hồng chữ rồi còn thở bộ Gucci 80. Ủa tại thấy em cho số địa chỉ này kia đầy đủ rồi, chị tưởng là phải cần nhắn tin chút đơn. Bên chị tính là ok, nếu mà có lộn gì đó thì nhắn tin cho chị biết nha. Đây xếp bộ mì nè, chốt em 70. Bộ mì 70.000. Bộ mì 70 nè. Thôi tiện. Xếp bộ mì cái này là bộ dây kéo luôn rồi, về cái này mặc có thể là áo khoác được nha. Biết rồi nha, thấy không? Lan cây phòng còn màu xanh rêu với màu đen đẹp lắm. Không có dục tao mất tiêu rồi. Xanh rêu mặc lên trắng da đẹp lắm á, 155.000. Còn rêu với màu đen. Rêu với đen nha. Ủa chị học cho tôi, chị học xong tôi làm sao không thấy gì bộ. Bữa nay không có chở qua. Rêu cho man đào. Còn đen nha mọi người. Màu đen, đen đẹp lắm. Em hết ghiêu 155. Có một bộ ghiêu một. Đây em còn đen nha mọi người. Ai lấy đen giùm em đi. Có bộ mì. Bộ mì này tới 125.000 là ngó mà chị bị bơm hoài luôn á, chứ mới sale rẻ dữ vậy đó. Đây nè, bộ mì nè. Quần là có túi luôn. Bộ mì xe 70. Rồi bộ gối này em nhập 40.000 nè, em sale luôn cho mấy chị nha. Bộ mì chị Nhi 70. Bộ ngố này vải đẹp lắm luôn mấy chị. Bộ ngố 49.000.
Bộ ngố 49.000 có túi đầy đủ. Bộ quần ngố 49.000. Rồi mà hết rồi. Chị kia lấy rồi.
chị một cái nè. Em có sọc đỏ nữa nha mọi người, sọc đỏ còn cái. Ôi cái này nam mà nữ á, mặt rộng rộng cũng được nữa. Nữ với chị mà tròn tròn á, mặt cái này được nè. Ủa trời, quần nam tới 3X là xong giờ 60kg, 60kg, 60kg là bình thường luôn á. Quần này em 75 ngàn, em bán 50 thì đâu có lời nhiêu đâu. Gửi rồi chị Thi ơi, gửi rồi á. Quần cho Ngọc Quý nè. Ý chị Ly màu đỏ đẹp lắm á. Còn có một cái à, Ngọc Quý 50. Còn cái dù nam này em xe cho mấy chị nè. Bộ nam hả chị? Trời lúc này nó ít có quá à. Ủa là lấy đỏ chứ không lấy đen hả Quý? Quần dù siêu đẹp luôn, viền giùm em ha. Chốt em quần này 29.000 thôi. À ok lấy đen. Quần dù giùm em 29.000, siêu đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Có một cái xanh dương nè. Hai quần dù viền giùm em 29.000. Đẹp lắm luôn á. Em 75.000. Set thiết kế quần dài phía sau lưng hơn 75.000 một set. Có đỏ, có đỏ. Set thiết kế 75.000. Set chị Nhi 75.000. Còn set. Màu một vào cái màu xanh đậu. Ê cái quần đó. Lấy luôn. Trời trời, cảm ơn chị Nhi. Thank you.
Cùng ngố xin. Ngố xin đẹp quá hả chị ơi. Ngố xin 55 ngàn dùm em. Size M, size L. Ngố xin 55 ngàn size M, size L. Nói chung cái này em cũng nhớ giá nên bán đại luôn á. Chưa coi giá luôn mà không có ghi lên đây nữa. Ủa cũng mời có lần. Ngố xin mà lần 55 ngàn. Ngố đẹp nè. Không có giãn chị. Hôm nay không giãn. Số lời nhiêu quá. 55 ngàn siêu rẻ luôn á. Tại vì em không có coi giá bán đại. Con mơ con lơ màu nhạt. Mơ lơ màu nhạt. Màu đậm nhưng mà em say mờ lờ luôn. Đây cái này xanh đậm. Ai coi cái cục coi cái đó phải quần không? Tạm lời chị Dali 55 nghìn. Em còn đậm mờ. Nhạt mờ lờ luôn. SML dùm em. Bát ghi SML 50 ngàn. Ủa 55 ngàn chứ. Quần bát ghi SML 55 ngàn nha. Ai có hoa đẹp luôn. Đơn giản. Xe lớn chứ. Xe lợ chị Nhi 55 ngàn. Chó 55 ngàn.
ngàn giùm em. Chị thầy hồi xưa cũng ní em á. Ngố chó 55 ngàn form bự đẹp ghê luôn á chị ơi. Form bự cho bá 55 ngàn. Đồ đẹp quá chị. Trời ơi, bộ này dễ thương quá dạ. Bộ Mickey 55 ngàn. Ngó Mickey 55 ngàn. Quần này là có túi luôn á. Xanh như chị Nhi nè, 55 ngàn. Chị Thị giờ bán đồ bộ không à? Đâu có bán đồ kiểu nữa. Trời ơi, con heo dễ thương á mọi người. Con heo màu tím dễ thương quá. Hết Mickey rồi. Heo màu tím nó cưng quá nè. À lấy con heo trước, con heo giùm em. Heo dễ thương. Lại mới chịu. Ở đây hả, 60kg lại vừa chị. Form rộng á. Trời, bộ chó vàng này dễ thương quá nè. Chó vàng 55 ngàn. Chó vàng 55 ngàn. Form rộng nha mấy chị. Áo thun gấu thì chốt em 35 ngàn. Thun gấu 35 ngàn. Cái này mặc chứ quần ngố dễ thương lắm á. Đây áo thun rộng 35 ngàn. Áo này có màu à, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu xanh. Vàng đỏ tím xanh. Cái này không có túi chị, ngố đen nó không có túi. Nhưng mà cái chất nó đẹp, chứ là lưng nó là lưng bản chứ không phải là loại thun kia. Cái đen phối vàng này đẹp quá. Áo đen phối vàng gì mẹ. À như ta 35 ngàn. Đen phối vàng 35 ngàn. Rồi thôi nghỉ đây.
hết trơn á trời. Bộ ngốt có mày gì ngốt nào. Ủa sao rớt cái gì đã. Bây giờ em lên hai lần mà bị bán hết rồi, bữa nay bị xui rồi. Bộ dây không? Bộ dây mặt ngủ đi. Dây mặt ngủ 33.000 nè. Dây mặt ngủ 33.000. Có đen, có hồng, có đỏ, xanh. Ngủ. Ai bán múc nguyên lý đá tán cho vậy? Nhanh dữ luôn. Bộ sọc này đẹp nè mà chị không lấy. Bộ sọc này vải siêu đẹp luôn á. Bộ sọc 65.000. Cái này mình để mặt luôn ta. Để đồ hơi nhiều rồi đó. Quần sọc màu hồng 45.000. Còn size S với size M. Còn size S với size M nha mọi người. Quần sọc, có quần sọc. Dễ thương quá. Bộ hồng thỏ 65 nãy nên còn vợ. Cái đó đó. Tại tính chắc Phi gọi hồi mặt like mà.